Vâng, em chào các bác. Em mới về một hàng hot nha bác. Con này bỏ gỗ zinc luôn nha. Bác nào sưu tầm thì alo cho em. Đây là con Fixer 450T, rất là nổi tiếng của hãng Fixer rồi. Em này đặc biệt là bỏ gỗ zinc luôn nha. Hàng đó em bay về, mới về trong sáng ngày hôm nay. Tối nay em lên sóng để các bác cùng ngắm. 450T thì nó quánh luôn cả AR3, AR9 đồ quánh đều tốt hết các bác. Nói chung tất cả dòng loại AR 450T sở hữu lực đánh tốt và tiếng bass cực kỳ hay. Tiếng bass nhiều bác rất là thích, thích hơn cả 500TX luôn nha các bác. Tiếng bass nó gọi là nó chắc, nó xuống khá là sâu. Còn 500TX thì nó sẽ mềm mềm hơn một tí thôi. Thì còn mà thích tiếng bass thì các bác chọn 450T nha. Vừa hay mà vừa tầm tiền rất ngon. Hiện tại em đang giao những con mà đẹp và vô gô như thế này là giá là 19 triệu nha. 450T bộ gô zinc luôn nha, 320 VA. Con này series là 14130 nha, 14130 cầu loa ABA cộng B, máy đẹp xuất sắc, khung sườn đẹp keng, đặc biệt là bộ gô zinc. Đây nấm nút này các bác, sáng tròn, đánh hai cầu loa nha các bác. Đấy, tem cờ là còn đủ này, phía dưới này nó đủ luôn. 19 triệu bao gồm phí ship, bác nào mình chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 là còn 188. Còn cọc tiền thì cọc giúp em 10% trở lên là em ship hàng. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong nha. Một con 450T và gỗ zinc đẹp mỹ mãn luôn. Đây và gỗ zinc nó đá coi. Đây là cái phần thoát hơi này. Đây là bên trong của con 450T, các bác rất quen thuộc, đó là bo mạch mạch bông nha, mạch bông ở đường màu trắng. Sexy, rất là đẹp. Thân phô làm sơn zinc. Đấy. Nó là sơn 66 bằng bản nha các bác, đặc trưng của dòng làm thủ công của Fixer rồi. Máy là máy chắc nước ngoài về, chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Nguyên mộc mạc nha. Bốn con sò nhôm Motorola số 7 nha. Đây các bác thấy, chắc chưa? Hãy nhìn bốn con sò chắc chưa các bác? Vâng, đây là phía dưới của con Fixer 450T, các bác thì thấy được độ đẹp không? Đây, một con âm ly những Fixer, các bác nhìn từ trên xuống dưới. Mà phía dưới mình nó được như thế này là các bác chắc những con âm ly Fixer nó được whip cơ nào rồi. Từ những cái phần rò đài này, sân tròn, bo mạch này, đầu ra đó đi sạch sẽ, không sườn, sạch trắng tinh. Đây là con sò nguồn chân vàng hết, nó sử dụng sò nhân chân vàng đó các bác, sò Motorola chân vàng hết. Đây là bo nguồn, các bác thấy nhìn cái bo nó đẹp chứ không phải những cái bo mà đã qua sử dụng Việt Nam mà đi thu từ lùi đâu nha các bác, sáng tròn luôn nha, cực đẹp luôn nha. Bác nào chốt con này cứ alo cho em, một con duy nhất à, 450T nó hot lắm các bác, được rất nhiều các bác săn, tại vì nó đánh được cả AR3 luôn, nhiều bác còn chơi con này chơi AR3 bánh bò luôn á, rất là ngon. So với những 450T, 500TX thì nó chỉ gọi là 9,5 với 10 thôi, nhưng mà tiếng bass của nó là một ưu điểm nha. Đấy, rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nào lấy con 450T này thì cứ alo cho em, giá 19 triệu em bao ship tận nơi. Cọc tiền thì cọc giúp em khoảng 10% trở lên, phần chiên khoản đủ thì em sẽ bớt 200, vào giá trị sản phẩm là còn 18 triệu 8.